Anh đi anh xác định nếu mà quen nhau á thì tầm khoảng cuối năm 2022 thì sẽ cưới. Còn không thì anh cũng không chờ đợi, anh nói thật. Hoặc là anh có thể là anh cuối năm nay anh cũng cưới rồi á, anh có thể anh sang nước ngoài xong. Mời đi em trai. Chúng ta giới thiệu về mình đi bạn nữ. Dạ, xin chào tất cả khán giả trong trường quay. Em tên là Phan Thị Thu Nga, đang sống ở Đắk Lắk mà làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc của em là làm quản lý nhân viên bộ phận sale của một nhãn hàng thời trang Việt Nam ạ. Rồi, mời nhà trai. Em xin chào MC Quyền Linh, chị Ngọc Lan và cùng tất cả mọi người trong trường quay. Em tên là Thái Vũ. Em năm nay 32 tuổi, em sinh ra và lớn lên ở Hà Tĩnh. Dạ, em làm phiên dịch viên với kiêm quản lý sản xuất trong một công ty của tập đoàn Mỹ. Tiếng gì? Phiên dịch tiếng gì? Hàn Quốc. Hàn Quốc hả? Dạ. Cảm ơn Sabita. Anh nhớ sao vô. Bạn là sơ bạn gặp Sabita. Không hiểu. Không hiểu. Em rất vui được gặp anh. À. Dạ. Mình sẵn trớn, mình nói về ưu điểm với khuyết điểm của mình luôn đi bạn trai. Em thì ưu điểm là tự lập, nói chung là làm được tất cả các việc nhà, với nấu ăn. Đi làm về thì hầu như là em không ăn ngoài. Điểm yếu của em thì em hay thất hẹn. Tối nay hẹn gặp bạn 8:20 nhưng mà có thể là 8:30-9:00 thì em mới đến. Là em đôi lúc hay lê mê á. Em không thích người trễ hẹn đâu, tại vì em là người đúng giờ đó. Chết màu. Chết rồi chơi gì hết trơn. Không sao em. Cái này là sửa được. Nha. Anh Aneseo. Thật sự ra mình đi làm mà mình để trễ giờ nữa nó cũng không có tốt lắm đâu. Trong công việc thì em là nó khác lắm. Okay. Thay đâu ra đấy, đi làm là phải đúng giờ. Còn những cuộc chơi bạn bè này nọ thì hy vọng là hẹn với bạn gái thì sẽ không có như vậy. Dạ. Bây giờ mình nói về ưu điểm khuyết điểm của mình đi. Dạ, ưu điểm của em thì nói nhiều nữa, không biết là ưu điểm hay là nhược điểm. Biết nấu ăn. Còn nhược điểm của em thì mê ngủ. Mê coi K-pop ạ. Em thích xem mấy cái ca nhạc của Hàn Quốc ạ. Đúng bài. Mày mốt coi gì mà không hiểu, kêu bên đây dịch. Bên đây dịch. Đó. Với lại có một cái nhược điểm lớn nữa. Em không thích những người hay trễ hẹn. Thường thường trễ hẹn làm cái sự chờ đợi của người ta nó khó chịu. Nhiều lúc là công việc theo tính chất công việc ấy, nhưng mà đừng có trễ hẹn quá. Nếu mà lý do chính đáng thì bình thường ạ. Thôi, bây giờ thì bạn Nam cho đàn gái biết mình có mấy mối tình rồi. Em trải qua 3 mối tình ạ. Mối dài nhất là 3 năm rưỡi. Còn mối ngắn nhất là 7 tháng. Nhưng mà mình có biết lý do tại sao mình chia tay cái mối tình mà 3 năm mấy không? Em bị khám sừng ạ. Hả? Em biết là người ta có người khác á. À. Nên em chủ động dừng lại luôn. Lúc đó em đang ở bên Hàn Quốc. À. Thì chia tay cái là em bay về Việt Nam luôn. Vậy bạn này trung tình lắm nè, thật ra là muốn chia tay và muốn gọi là không muốn ở đó để nhận cái sự đau buồn đến thất tình luôn. Vậy là bạn này cũng yêu bạn đó lắm. Bao nhiêu lâu rồi bạn? 4 năm rồi. 4 năm rồi, vậy thì quên hết rồi đúng không? Dạ, em về Việt Nam tầm 2 năm đó cũng là. Nhưng mà chị Ngọc Lan nói em cái điều này nè, mình thất tình chia tay buồn thì buồn, có bị cấm bao nhiêu cái sừng đi chăng nữa, nhưng cái công việc của mình, cái sự nghiệp của mình á thì mình cố gắng giữ. Chị không biết lúc đó, thời điểm đó là cái công việc của em bên Hàn Quốc nó có quan trọng hay không mà em bỏ ngang em về. Nói chung là, thì đối với chị là nó hơi tiếc á. Thời đó thì em đang đi làm, em nhìn công trình xây dựng á. Thì làm hết được luôn. Nhưng mà đến lúc em bị bắt về, cái người khác thế vào người ta làm. Thời đó mình bị mất đi. Thì nói chung là mình có một cái hối hận nhưng mà thôi. Thật ra là có những bạn trong tình yêu bạn cũng quyết định cũng đúng. Ở đó cũng không làm được gì cả. Đôi khi á, Lan biết không, thất tình á là nó một cái đau khổ kinh khủng và lúc đó chúng ta không làm được gì cả. Thậm chí mình làm nó thất bại, bị người ta đuổi nó còn ghê hơn nữa. Nói chung là Lan vẫn muốn các bạn là sự đối, nhất là đối với đàn ông, sự nghiệp là phải quan trọng. Ai cũng nói như vậy, nhưng mà thử thất tình một lần đi. Thôi chúng ta cố gắng thôi. Tức khó là mình lắm, tình yêu mà. Tôi cũng nghiên cứu rất nhiều về cái chuyện thất tình đó. Tôi hiểu được cái sự thất tình, đỉnh cao sự thất tình là tất cả đều là hư vô hết. Chỉ lúc đó chỉ nhớ đến một người đó thôi. Tôi lại thấy cái phần trách nhiệm với công việc cũng quan trọng lắm. Đó, có nghĩa là Lan chưa thất tình. Có. Chưa. Mối tình đầu của người ta, tình đau khổ muốn chết luôn á. Chưa, như thế là chưa thất tình đâu. Thất tình nó phải dữ dội lắm. Thất tình nó phải đau khổ lắm Lan à. Người ta muốn rời xa điều đó để người ta quên đi hết tất cả mọi thứ. Tức quá. Không có tức đâu. Không, mọi người mỗi quan điểm đi. Vậy đi. Ừ. Mối tình mà buồn có 7 ngày chưa phải thất tình đâu. Trời ơi, người ta ý là người ta khóc 7 ngày liên tục.
Trời thiệt á mọi người, tôi chia tay mối tình đầu tới 5 năm sau mới có thể dám yêu một người khác, và tới cả 7 năm sau mới để dám mở lại Facebook của người đi. Đó. Hàng triệu người thất tình, người ta quên tất cả mọi thứ hết. Đó chỉ là mình hiểu lầm về sự thất tình thôi. Không, tôi nói là tôi thất tình nhưng mà là tại vì tôi là rất là bản lĩnh, tôi với lại tôi rất là trách nhiệm với công việc cho nên tôi phải làm việc. Em nhưng mà thôi mai mốt. Dạ. Mình nha, mình đàn ông. Ngày xưa em đang còn ít tuổi thì đang suy nghĩ nó nông cạn thôi. Ừ. Giờ bây giờ em rút ra được kinh nghiệm rồi. Ừ. Bây giờ tôi qua tôi coi nhà gái sao nè. Xin mời. Ừ. Trời ơi. Làm gì tranh cãi vô thất tình của nhà trai tôi dữ vậy? Nhà gái có thất tình là nào chưa? Nãy giờ tôi thấy mấy người tranh cãi thất tình của à. Tôi á, chứ không phải của nhà trai. Nhà gái dễ thương ha. Bây giờ mong muốn tìm người bạn đời như thế nào? Ừ, dạ, thứ nhất là trưởng thành, có công việc ổn định, cá tính quyết đoán, quan trọng nhất là phải trung tình. Trung tình đó. Tao mới bỏ Hàn Quốc tao về Việt Nam đó. Đó, đỉnh cao của sự thất tình. Đỉnh cao của sự thất tình nằm ở đó. Đỉnh sau cao của sự đau khổ nằm ở đó. Như thế mới gọi là thất tình. Dạ, ngoài ra còn ngoại hình thì cao hơn em khoảng 1m7 ạ. Khoảng 1m7 ạ. Tại vì hiện tại em đang cao 1m6 rồi. Rồi. Mình có thất tình lần nào không? Dạ có chứ ạ. Có. Kiểu là không dằn vặt lắm đâu. Nói chung là suy nghĩ về tích cực nhiều hơn là tiêu cực. Tùy tính cách của mỗi người mà chúng ta có một cái cách thể hiện và cái cách đón nhận trong cái chuyện tình cảm nó khác nhau. Chứ không thể nào nói đây là chưa thất tình. Vậy đi. Để tôi về tôi xem coi nhà trai đáp ứng khoảng nhiêu. À, nhà trai tôi đáp ứng khoảng 90% về cái yêu cầu của nhà gái rồi đó. Nhà trai thì mong muốn một cái mẫu hình lý tưởng của mình như thế nào? Em nói chung là mong muốn một người con gái là nói chung là trung tình, công việc thì cũng ổn định tí thì càng tốt, biết đối nhân xử thế. Ok, em gái đi với ai? Dạ em đi với đồng nghiệp của em. Em thấy hai bạn này hợp không? Em thấy hợp ạ. Hợp hả? Dạ. Em thấy bạn trai thì sao? Bạn trai thì cũng chín chắn trưởng thành. Ừ. Đúng cái mẫu người mà Nga kiểu lý tưởng ấy. Lý tưởng? Ừ. Em có thấy là chị Lan như vậy là có thất tình đúng không? Đúng chị. Đúng, có thất tình nhưng người ta mạnh mẽ thôi. Ok chị. Rồi. Cảm ơn em. Đi với ai? Dạ em đi với anh kết nghĩa của em. Em chào anh Linh, chào chị Lan ạ. Về nhận xét bạn gái bên này thì bạn này cao, dễ thương, trắng. Nếu mà đã quản lý một bộ phận sau thì công việc cũng ổn định rồi. Thì cũng đồng nghiệp với bạn Thái đây. Bạn này cũng quản lý bên cái mặt sản xuất. À vậy à? Dạ. Sợ cái trở ngại duy nhất là cái địa lý, vị trí địa lý thôi. Nếu hai bạn mà thực lòng với nhau thì anh thấy cũng hợp vậy. Rồi, ok. Cảm ơn em trai. Dạ. Rồi, bây giờ mình mở rào xem. Mở rào. Nào, bây giờ là sân khấu của các bạn đó. Không gian của các bạn. Cứ thoải mái đi. Bắt đầu đi Vũ. Có bỏ hạt tập. Em cảm ơn. Anh cảm ơn. Em cảm nhận anh như thế nào? Thì em thấy anh cũng được, cũng chín chắn. Bên em. Đẹp trai không? Dạ cũng đẹp. Đẹp trai á, chị thấy đẹp trai á. Style dạ. Rất là Hàn Quốc. Dạ vâng. Anh thấy em nói dễ, giọng nói dễ thương, da trắng, mặt nhìn dễ thương. Em quan niệm về tình yêu như nào? Em quan niệm về tình yêu thứ nhất là phải trung thủy, thứ hai là phải tôn trọng, và thứ ba là phải có sự quyết đoán. Anh ở dưới thành phố mới Bình Dương. Anh ở Bình Dương. À. Chắc Bình Dương. Địa lý xa như thế thì em nghĩ nếu mà hẹn hò thì như nào? Cái này tùy thuộc vào hoàn cảnh. Nếu mà mình có tình cảm thì em nghĩ khoảng cách nó không là vấn đề. Anh đi làm từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều thôi. Em thì làm từ 9 giờ sáng đến 6 giờ tối. Em nghĩ thời gian nó cũng là thích. Nếu có thời gian, nếu mà mình thấy được thì có thể là anh làm về 5 giờ chiều anh chạy lên cũng được. Quan điểm của anh thì nói chung cả hai cố gắng vì nhau mà sống, vun đắp nhau để tạo một cái gia đình cho hoàn thiện hơn. Cố gắng nhường nhịn nhau những lúc mà đang nóng giận á, thì cũng đừng có giận lên để cứ tức cá bầm thớt để cứ nói tào lao. Ý anh nói là giận cá giận thớt đó hả? Đúng rồi. À không, cái này thì em nghĩ chắc em không có đâu. Nhưng mà quan điểm về hôn nhân của em thì dù gì anh, người chồng cũng là đàn ông ấy, thì ít nhất cũng phải nhường phụ nữ. Em cho biết chuyện đó đúng hay sai.
Nhưng mà ít nhất thì hai người cũng phải ngồi lại nói chuyện với nhau rõ ràng vấn đề, chứ đừng có bỏ đi nha. Em ghét mà đang nói chuyện một cái xong cái bỏ đi ngang vậy đó. Anh cảm thấy là em nói là yêu cầu một người đàn ông cao 1m7 để lên á, anh chỉ có được 1m64 thôi. Thế dạ cái đó không sao, cái đó nếu mà tình cảm nhiều thì nó sẽ bù lại. Em suy nghĩ nếu tương lai thì lúc nào mình hẹn hò với nhau, lúc nào kết hôn? Theo em là vạn sự tùy duyên, khi nào đủ tình thì nó sẽ tới. Anh đây anh xác định nếu mà quen nhau á thì tầm khoảng cuối năm 2022 thì sẽ cưới, còn không thì anh cũng không chờ đợi, anh nói thật. Hoặc là anh có thể là anh cuối năm nay anh cũng cưới vợ, anh có thể anh sang nước ngoài sống. Dạ vâng. Nhưng mà nếu mà lấy thì anh sẽ ở Việt Nam. Nếu mà em đã xác định được như vậy thì em có chuẩn bị gì về cái câu chuyện sau khi cưới không? Nói chung là em xác định nếu mà cưới thì em nói để mua nhà to thì em không biết là có đủ điều kiện hay không. Nhưng mà để kiếm cái nhà để đi vào đi ra đỡ phải ở phòng đó thì khả năng em có thể làm được. Tốt. Bởi vì quá trình tích lũy của bạn cũng có, bạn này đầy đủ kinh nghiệm để có thể xây đắp một cái ngôi nhà, bạn này đầy đủ bản lĩnh để có thể vun vén cho gia đình. Vũ bước tới nắm tay bạn gái đi ha, mình trao nhau một cái cảm xúc đầu tiên. Em gái đứng lên đi, em gái rất là nhanh luôn đó nha, xích ra đây. Chương trình này đến thì cũng giống mình có cái duyên rồi, thì nếu mà em cảm nhận mà anh là một người mà em cùng hợp gu của em á thì bấm nút cho nhau cơ hội. Dạ. Không thì ok. Bạn em anh run quá trời luôn, anh cầm tay mà anh run như này. Em thấy anh cũng chín chắn, trưởng thành, nói chung là cũng gần giống như mẫu người của em, thì mình cứ cho nhau cơ hội tìm hiểu đi ạ, nếu được thì mình sẽ tiến xa hơn. Cho ta cảm giác đây có thể là một nửa mảnh ghép của mình, đây có thể là một nửa cuộc đời của mình. Nếu thật sự chúng ta thấy được điều đó, chúng ta hãy bấm. Còn nếu chúng ta thấy cái điều đó xa vời quá, người này không hợp với mình, không có điều gì để bấm cả thì không nên bấm. Chúng ta chỉ bấm khi con tim mách bảo là bấm thôi. Và bấm phải có trách nhiệm với cái nút bấm đó các bạn nha. Chuẩn bị. 1 2 3 Hết thời gian. Trả lời cho tôi biết lý do vì sao mà chần chừ hả anh chàng kia? Thì em nói với bạn gái thì cứ cho nhau cơ hội á, bấm nút đợi, nếu mình tìm hiểu nếu hợp thì để tiến xa hơn, còn không thì... Thật ra tôi thích tính bạn gái nhất, rất là quyết liệt, rất là dễ thương luôn nha. Nếu mà chúng ta hợp ý nhau đó thì hãy cố gắng chăm sóc cái mối tình này. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau nào. Đấy, tuyệt vời đấy. Tôi thích cái vụ nắm tay này nè, nắm thật chặt. Đến bây giờ vẫn còn run luôn á. Nắm tay em thật chặt, giữ tay em thật lâu. Cố gắng, cuối năm thông báo tin vui chúng tôi nha. Chúng tôi chờ đợi đấy. Và đây sẽ là món quà dành cho các bạn. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Các bạn sẽ nhận được một phần quà của nhãn hàng Amity, một bộ sản phẩm trọn gói, nước lau sàn, nước giặt xả, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bàn nhỏ của mọi nhà. Sản phẩm cốt hủ tiếu của công ty Quốc Việt Food được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Sản phẩm không có MSG và không dùng chất bảo quản. Toshiba Việt Nam tặng mỗi bạn một nồi cơm điện Toshiba RC10NMFVNWT, chất lượng Nhật Bản, thiết kế hiện đại, trang bị màn hình LCD thân thiện cùng công nghệ nhiệt đa chiều 360 độ, mang đến cho gia đình bạn những bữa cơm thơm ngon. Công nghệ nhiệt 3D đồng đều, hai lớp phủ chống dính, chống trầy, đáy nồi nghiêng 60 độ, độc đáo, chế độ nấu đa dạng, vệ sinh dễ dàng với nắp tháo rời. Chương trình dành tặng hai bạn một phần quà nhỏ là gói premium của ứng dụng hẹn hò Big Couple, một ứng dụng sắp ra mắt với những tính năng nâng niu tình yêu, giúp cặp đôi hiểu và yêu nhau nhiều hơn. Rồi, cảm ơn các bạn.